Bà Hứa Thị Phấn, cựu cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Tín Trust Bank, người bị tuyên trong hai bản án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín, đã qua đời vào 14 giờ ngày 13 tháng 2 khi chưa chấp hành án tù. Được biết, tang lễ của bà Hứa Thị Phấn đã diễn ra vào sáng nay 14 tháng 2. Bà Hứa Thị Phấn nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ, nguyên cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn SSG. Tuy chỉ giữ chức cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị và cố vấn Hội đồng Tín dụng Trust Bank, nhưng bà Sáu Phấn lại sở hữu tới 85% cổ phần, tương đương hơn 2.500 tỷ đồng tại Trust Bank và là người chi phối, điều hành hoạt động của Trust Bank. Bà Phấn là người bị tuyên trong hai bản án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín. Tuy nhiên, trong cả hai vụ án, bà Phấn đều không đến tòa do bị mất một phần sức khỏe. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, bà Phấn cũng được tạm hoãn thi hành án do bị mất 93% sức khỏe.